Xin hãy lắng nghe tôi nói. Bạn cũng như tôi, chúng ta thuộc về loài tiến hóa nhất, loài người tinh khôn, loài người biết suy nghĩ. Sự sống, một phép màu của vũ trụ đã xuất hiện từ khoảng 4 tỷ năm trước đây, còn loài người chúng ta thì chỉ mới xuất hiện khoảng 200.000 năm trước. Thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta đã quá thành công trong việc làm đảo lộn sự cân bằng vô cùng thiết yếu của sự sống trên trái đất. Bạn ơi, hãy lắng nghe thật kỹ câu chuyện kỳ diệu này, câu chuyện của chính bạn, và quyết định xem bạn sẽ làm gì với nó. Đây là những dấu vết về nguồn gốc của chúng ta. Vào buổi sơ khai, hành tinh của chúng ta chỉ là một mớ lửa hỗn độn, một đám bụi dính kết giống như bao nhiêu tinh vân khác trong vũ trụ. Thế nhưng đó lại chính là nơi mà phép màu xuất hiện, sự sống. Sự sống ngày nay, sự sống của chính chúng ta chỉ là một mắt xích trong chuỗi sự sống của biết bao sinh vật nối tiếp nhau trong gần 4 tỷ năm. Cho đến tận bây giờ, các ngọn núi lửa vẫn tiếp tục chạm trổ cảnh quan xung quanh chúng ta. Chúng khiến ta hình dung ra trái đất vào buổi sơ khai. Một khối đá nóng chảy phun trào từ lòng đất, đông đặc lại, vỡ ra, phồng lên trước khi chìm sâu vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian nhất định. Những luồng khói thoát ra từ lòng đất này chính là những dấu vết của bầu khí quyển sơ khai. Một bầu khí quyển không có oxy, một bầu khí quyển đậm đặc khí carbon và chứa đầy hơi nước. Một lò lửa thật sự. Thế rồi trái đất lạnh đi, hơi nước hóa lỏng, rơi xuống thành những hạt mưa. Ở một khoảng cách vừa phải với mặt trời, không quá xa, cũng không quá gần, trái đất có một thế cân bằng tuyệt vời để giữ được nước dưới dạng lỏng. Nước tạo nên các dòng chảy. Những dòng chảy này đóng vai trò như huyết mạch trong cơ thể, như nhánh cây trong một cây, như mạch dẫn nhựa sống cho trái đất. Sông lấy khoáng chất từ đá và mang chúng đi, dần dần từng chút một hòa vào dòng nước ngọt của đại dương. Và thế là đại dương trở nên mặn mòi bởi chứa đầy muối. Vậy chúng ta đến từ đâu và ở đâu đã bật dậy sự sống đầu tiên? Thời gian thật là kỳ diệu. Các dạng sinh vật sống nguyên thủy luôn tồn tại ở những nguồn nước nóng của địa cầu. Chính các nguồn nước nóng này đã tạo nên màu sắc cho chúng. Người ta gọi chúng là các vi khuẩn cổ. Tất cả đều được nuôi dưỡng từ sức nóng của trái đất. Ngoại trừ một loài, đó là vi khuẩn lam.
Đây là loài duy nhất có khả năng quay về phía mặt trời để hấp thụ năng lượng. Nó là một trong những tổ tiên vĩ đại của mọi loài thực vật từ xưa đến nay. Những vi khuẩn nhỏ bé này và hàng tỷ hậu duệ của chúng sẽ làm thay đổi vận mệnh hành tinh của chúng ta. Chúng sẽ làm thay đổi bầu khí quyển. Vậy khí carbon, thứ khí đã từng phủ đầy bầu khí quyển thì đang ở đâu? Nó vẫn luôn ở đây, nhưng bị giam cầm trong những tầng đá bao phủ mặt đất. Nơi đây xưa kia là một đại dương, có rất nhiều vi sinh vật cư trú. Chúng hút khí carbon hòa tan trong bầu khí quyển để tạo nên vỏ của mình. Những địa tầng này chính là các lớp vỏ của hàng tỷ tỷ vi sinh vật đó tích tụ lại. Nhờ có chúng mà khí carbon trong bầu khí quyển giảm xuống để một sự sống mới có thể bắt đầu. Chính các vi sinh vật sống này đã làm thay đổi bầu khí quyển. Thực vật sống nhờ vào năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời đã phá vỡ cấu trúc phân tử nước trong thực vật và tách khí oxy ra. Và thế là khí oxy lấp đầy không khí. Chu trình biến hóa của nước là một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Thác nước, hơi nước, mây, mưa, suối, sông nhỏ, sông lớn, biển, đại dương, băng. Chưa bao giờ vòng tuần hoàn này bị phá vỡ. Lượng nước trên trái đất cũng chưa bao giờ thay đổi. Tất cả các thế hệ sinh vật nối tiếp nhau đều uống lượng nước ấy. Nước là một vật chất lạ lùng, có thể biến hóa thành nhiều hình dạng nhất. Nó ở dạng lỏng khi là nước, dạng khí khi là hơi nước, dạng rắn khi là băng. Tại Siberia, bề mặt đóng băng của các hồ vào mùa đông còn lưu giữ lại hầu hết các dấu vết về sức mạnh mà nước đã thể hiện khi đóng băng. Bởi nhẹ hơn nước nên các tảng băng cứ nổi bồng bềnh chứ không chìm xuống dưới đáy. Chúng tạo thành một lớp áo bảo vệ các sinh vật sống khỏi cái lạnh. Và dưới lớp áo đó, sự sống có thể tiếp tục sinh sôi. Cỗ máy sự sống thể hiện một sự vận động đặc biệt với mọi thứ đều gắn kết với nhau. Không gì có thể tồn tại một mình được. Ví dụ như nước và không khí. Nước và không khí là hai thứ không thể tách rời. Chúng kết hợp với nhau vì sự sống nói chung và vì cuộc sống của chúng ta trên trái đất. Tất cả mọi thứ đều được chia sẻ. Mảng màu xanh thấp thoáng sau đám mây kia chính là nguồn cung cấp oxy cho không khí. 70% khí này, loại khí mà không có chúng, phổi của chúng ta không thể hoạt động được, có nguồn gốc từ loài tảo phủ xanh bề mặt các đại dương. Trái đất của chúng ta tựa trên một sự cân bằng mà ở đó mỗi sinh vật đều có vai trò của mình và chỉ tồn tại khi có sự hiện hữu của loài khác. Một thế cân bằng tinh tế và mỏng manh rất dễ bị phá vỡ. San hô được sinh ra từ cuộc hôn nhân giữa tảo và vỏ sinh vật, chỉ bao phủ chưa đến 1% bề mặt đại dương, nhưng nó lại là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài cá, tảo và động vật thân mềm. Sự cân bằng của tất cả các đại dương đều phụ thuộc vào nơi này. Ta chỉ có thể tính thời gian của trái đất theo đơn vị là tỷ năm,
và trái đất đã cần đến 4 tỷ năm để tạo nên cây cối. Trong chuỗi tiếp nối các loài sinh vật, cây cối là đích đến cuối cùng của sự tiến hóa, là một tác phẩm điêu khắc, sống động và hoàn hảo. Cây thách thức lực trọng trường, chúng là yếu tố tự nhiên duy nhất luôn hướng thẳng lên trời, vươn về phía ánh nắng để lấy chất nuôi dưỡng lá. Chúng thừa hưởng từ tổ tiên vi khuẩn lam nhỏ xíu, khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời. Chúng dự trữ và sử dụng năng lượng đó để tạo nên thân gỗ và lá cây. Hai thứ này sau đó được phân hủy thành một hỗn hợp gồm có nước, khoáng chất, thực vật và vật chất sống. Cứ như vậy, từng chút một, đất được hình thành. Đất là môi trường cho vô số các hoạt động không ngơi nghỉ, là nơi mà các vi sinh vật lấy dinh dưỡng, đào xới, hô hấp và chuyển hóa. Chúng tạo ra đất mùn, lớp đất màu mỡ gắn liền với mọi sự sống trên khắp các lục địa. Chúng ta đã biết được những gì về sự sống trên trái đất. Ta biết được bao nhiêu loài sinh vật, có thể là 1/10 hay 1%. Ta đã biết gì về những mối liên kết giữa chúng. Trái đất vẫn là một thứ diệu kỳ và sự sống vẫn còn là một bí ẩn. Các họ động vật đã hình thành và gắn bó với nhau bởi những thói quen và nghi thức được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Một số loài thích nghi được với điều kiện tự nhiên trên bãi chăn thả, và bãi chăn thả cũng thích ứng với chúng. Hai bên đều có lợi, động vật dịu đi cơn đói, còn cây cối thì lại nảy lọc đâm chồi. Trong cuộc lãng du vĩ đại của trái đất, mỗi loài sinh vật đều đóng một vai trò riêng, đều có một chỗ đứng của mình. Không loài nào là vô dụng hay có hại, tất cả đều cân bằng. Và thế là bạn, vâng, chính bạn đó, loài người tinh khôn, loài người biết suy nghĩ, bắt đầu bước vào câu chuyện này. Bạn được thừa hưởng một di sản khổng lồ từ 4 tỷ năm mà trái đất dành cho bạn. Bạn chỉ mới vẻn vẹn có 200.000 năm tuổi, nhưng bạn sẽ thay đổi bộ mặt của toàn trái đất.
cho dù yếu ớt, mỏng manh, nhưng bạn sẽ chinh phục mọi nơi, chiếm cứ mọi lãnh thổ, điều mà chưa loài động vật nào trước bạn từng làm. Sau hơn 180.000 năm nay đây mai đó, nhờ vào khí hậu ngày càng trở nên ôn hòa hơn, loài người đã ổn định được cuộc sống. Họ không còn phải phụ thuộc vào mỗi việc săn bắn để sinh tồn nữa. Họ chọn những môi trường ẩm ướt, có đầy cá, thú săn và thực vật hoang dại làm nơi cư trú. Ở đó, đất, sinh vật sống và nước hòa hợp với nhau. Cho đến ngày nay, phần lớn loài người vẫn sống ở ven biển hay trên lưu vực các sông hồ. Trên khắp hành tinh, cứ trong 4 người thì có một người sống theo cách của 6.000 năm trước, từ mùa này sang mùa khác, với nguồn năng lượng duy nhất do thiên nhiên ban tặng. Bạn hãy thử tính toán mà xem, đó là cách sống của hơn 1,5 tỷ người, nhiều hơn tổng số dân của tất cả các nước giàu cộng lại. Nhưng tuổi thọ của con người thì quá ngắn và lao động thì nặng nhọc khủng khiếp. Sự bấp bênh của thiên nhiên đè nặng lên cuộc sống hàng ngày. Trẻ con rất hiếm khi được đi học. Tại sao vậy? Vì người lớn coi chúng là nguồn của cải duy nhất trong nhà, có thể phụ giúp họ để đảm bảo kế sinh nhai. Loài người có một khả năng đặc biệt là luôn ý thức được điểm yếu của mình. Thiên nhiên không cho họ sự mạnh mẽ, nhưng họ lại biết dựa vào sức mạnh của các loài động vật khác để đi khám phá những vùng đất mới. Nhưng làm sao để chinh phục thế giới khi mà bụng rỗng không? Ngành nông nghiệp ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử của loài người. Đó là cuộc đại cách mạng đầu tiên nổ ra cách đây gần 10.000 năm về trước. Nó đã cho con người lần đầu tiên được hưởng sự dư thừa. Chúng ta đã xây dựng các thành phố và kiến tạo các nền văn minh.
Ký ức về hàng ngàn năm hái lượm, sục sạo kiếm ăn đã bị xóa dần. Các loại ngũ cốc, chất men của cuộc sống đã được nhân lên thành nhiều loại giống khác nhau. Rồi con người lại biết cách làm cho chúng thích hợp với đất đai và khí hậu. Cũng giống như mọi loài khác trên trái đất, mối bận tâm hàng đầu của loài người là nguồn dinh dưỡng mỗi ngày. Khi đất đai không còn dồi dào và nước trở nên khan hiếm, chúng ta biết cách khai thác từ lòng đất những gì cần thiết cho sự sinh tồn. Con người đã cải tạo đất đai với sự kiên trì và lòng tận tụy mà trái đất đòi hỏi, như một sự xả thân không ngừng lặp đi lặp lại. Nghề nông vẫn luôn là nghề phổ biến nhất trên trái đất. Một nửa nhân loại vẫn đang canh tác, trồng trọt và hơn 3/4 trong số họ phải làm việc bằng chân tay. Đó là một nghề truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác, cùng với mồ hôi, lao động và sự khổ nhọc. Bởi đối với loài người, đây chính là điều kiện để sống còn. Năng lượng, thứ năng lượng mà con người vẫn tích lũy trong cơ bắp của mình, một ngày kia đã được phun trào từ sâu trong lòng đất. Đây chính là năng lượng từ cây cỏ mà ra, một túi năng lượng mặt trời, túi năng lượng sạch được thu giữ trong suốt hàng triệu năm bởi hàng triệu loài thực vật từ hơn 100 triệu năm trước. Đó là than đá, là ga và trên hết, đó là dầu mỏ. Dầu mỏ đã mở ra một thời kỳ mới mà ở đó con người thoát khỏi mọi trói buộc về thời gian. Với dầu mỏ, một số người trong chúng ta đã biết đến những tiện nghi mà trước đó chưa ai từng được hưởng thụ. Trong vòng 50 năm, chúng ta đã làm trái đất biến đổi nhiều hơn tất cả các thế hệ trước đã làm. Mọi thứ đều tăng tốc. 60 năm qua, dân số của địa cầu đã tăng gấp 3 lần. Hơn 2 tỷ người đã di cư đến các thành phố. Đây là thành phố thâm quyến của Trung Quốc ngày nay, với hàng trăm tòa nhà chọc trời và hàng triệu dân cư. Thế mà cách đây khoảng 40 năm thôi, bạn có tưởng tượng được không? Nó chỉ là một làng chài nhỏ. Tại Thượng Hải, 3.000 tòa tháp và cao ốc đã mọc lên trong vòng 20 năm. Hàng trăm cái nữa đang trong quá trình xây dựng. Ngày nay, trong số 7 tỷ cư dân trái đất, có tới một nửa sống ở các thành phố. New York, siêu đô thị đầu tiên trên thế giới, là biểu tượng của việc khai thác mọi dạng năng lượng mà trái đất ban tặng. Đó là sức lao động của hàng triệu dân nhập cư, là than đá, là dầu mỏ với tiềm năng vô tận. Nước Mỹ đã đi đầu trong việc sử dụng sức mạnh phi thường của nguyên liệu vàng đen này.
trên đồng ruộng, máy móc đã thay thế sức người. Một lít dầu mỏ cung cấp năng lượng tương đương với 100 đôi tay làm việc trong vòng 24 giờ. Trên thế giới, chỉ có 3% nông dân sở hữu máy kéo, thế nhưng sản phẩm của họ lại chi phối toàn bộ hành tinh. Ở Mỹ, chỉ có hơn 3 triệu nông dân mà sản xuất một lượng ngũ cốc có thể nuôi sống 2 tỷ người. Nhưng tại đây, cũng như ở tất cả các nước công nghiệp khác, ngũ cốc lại được chế biến thành thức ăn cho gia súc hay được dùng làm nhiên liệu sinh học. Năng lượng từ túi mặt trời đã xua tan bóng ma hạn hán, nỗi ám ảnh của ngành nông nghiệp. Không có nguồn nước nào không bị trưng dụng cho sản xuất nông nghiệp, bởi nhu cầu nước của ngành này chiếm đến 70% lượng nước tiêu thụ của cả nhân loại. Trong tự nhiên, mọi thứ đều liên quan đến nhau. Việc mở rộng diện tích canh tác và phương thức độc canh đã kích thích sự phát triển của các loài sâu hại. Thuốc trừ sâu, một món quà khác của ngành hóa dầu, đã được sử dụng để tiêu diệt chúng, đã xa rồi những vụ mùa thất bại và sự đe dọa của nạn đói. Sản phẩm nông nghiệp bây giờ lại nhiều tới mức phải tính toán, cân nhắc để quản lý số dư thừa. Phần lớn những chất độc hại này phát tán trong không khí, đất đai, cây cối, động vật, sông ngòi, biển cả. Chúng có gây nguy hiểm cho loài người mà chúng vừa giải thoát khỏi nạn đói không? Những nông dân trong bộ đồ bảo hộ màu vàng này chắc hẳn biết rất rõ điều đó. Phân bón suy cho cùng cũng là sản phẩm của ngành công nghiệp dầu mỏ. Chúng làm cho các mảnh đất đã từ lâu bị con người bỏ bê trở nên màu mỡ bất ngờ. Những loài cây thích ứng với đất đai và khí hậu đã phải nhường chỗ cho những loài có năng suất cao và dễ vận chuyển. Thế là, chỉ trong vòng một thế kỷ, 3/4 những loài thực vật mà con người phải mất đến hàng ngàn năm để sàng lọc, lựa chọn, đã biến mất. Về lâu dài, chúng ta sẽ thấy phân bón ở dưới mà nhựa tổng hợp ở trên. Các nhà kính ở sa mạc Almeria chính là vườn rau của châu Âu. Có thể gọi đó là một thành phố với mọi loại rau quả được định cỡ, hàng ngày đợi hàng trăm xe tải đưa đến các siêu thị. Đất nước càng phát triển thì người dân càng tiêu thụ nhiều thịt. Làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu này đang tăng lên trên khắp thế giới nếu không thiết kế các khu nuôi bò theo kiểu tập trung? Mọi thứ đều tăng tốc. So với thời gian nuôi lớn một con vật theo kiểu tự nhiên, thì sản xuất thịt theo quy mô công nghiệp sẽ nhanh hơn nhiều. Vì vậy, kiểu sản xuất này đã trở nên rất phổ biến và quen thuộc. Trên những khu chăn thả rộng lớn bị hàng triệu gia súc giày xéo này, không một ngọn cỏ nào có thể mọc lên được. Hàng đoàn xe tải từ mọi nẻo đường của đất nước mang đến biết bao tấn ngũ cốc, đậu nành và các loại hạt có chất dinh dưỡng cao. Và rồi chúng sẽ được biến thành hàng tấn thịt. Tổng kết lại, người ta thấy cần tới 100 lít nước để sản xuất 1 ký khoai tây, 4.000 lít nước cho 1 ký gạo, 13.000 lít nước cho 1 ký thịt bò, chưa kể đến số lượng dầu mà quá trình sản xuất và vận chuyển đã ngốn mất. Nền nông nghiệp của chúng ta đã trở thành một nền nông nghiệp dầu mỏ. Nó cho phép chúng ta nuôi sống được một số lượng người gấp đôi số hiện có trên trái đất, nhưng nó đã thay thế sự đa dạng về sinh học bằng sự tiêu chuẩn hóa. Nó cho chúng ta những tiện nghi hằng mơ ước, nhưng lại khiến cách sống của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào dầu mỏ. Đây là một cách tính mới về thời gian. Đồng hồ của thế giới loài người chạy theo nhịp điệu của những cỗ máy đang khoan sâu vào lòng đất một cách không mệt mỏi để khai thác túi năng lượng mặt trời. Cả hành tinh đang nghe những tiếng tích tắc này và cùng bị ru ngủ bởi những hy vọng và ảo tưởng.
Ảo tưởng và hy vọng tiếp tục nhân lên cùng với nhu cầu, lòng tham vô độ và sự hoang phí của con người. Biết rằng thời của dầu mỏ giá rẻ sắp kết thúc, nhưng hình như người ta lại không muốn tin vào điều đó. Đối với rất nhiều người trong số chúng ta, giấc mơ Mỹ hiện thân trong cái tên của thành phố Los Angeles. Trong cái thành phố trải dài hơn 100 km này, số ô tô gần như bằng với số dân. Đêm nào cũng có những màn phô diễn năng lượng hoành tráng. So với ban đêm, khi thành phố trở thành một bầu trời đầy sao, thì ban ngày chỉ còn là một tấm gương mờ nhạt và xám xịt. Mọi thứ đều tăng tốc, khoảng cách không được tính bằng dặm nữa mà bằng phút. Nhờ có xe hơi mà các khu ngoại ô mới hình thành, nơi có những ngôi nhà sang trọng, biệt lập và an toàn, răng hàng trên những con phố cụt. Hình ảnh cuộc sống hạnh phúc, sung sướng của dân chúng một số nơi đã trở thành giấc mơ toàn cầu, được phát ở tất cả các kênh truyền hình trên thế giới. Ngay tại đây, Bắc Kinh, các ngôi nhà đều được tiêu chuẩn hóa, sao chép cùng một kiểu, và chúng đã xóa sổ các ngôi chùa. Xe hơi trở thành biểu tượng của một xã hội tốt đẹp và phát triển. Nhưng các bạn thử hình dung xem, nếu tất cả các nơi đều theo kiểu mẫu này, thì hành tinh của chúng ta sẽ không chỉ có hơn 900 triệu phương tiện lưu thông như hôm nay nữa, mà sẽ có 5 tỷ. Mọi thứ đều tăng tốc, thế giới càng phát triển, cơn khát năng lượng càng tăng. Khắp mọi nơi, ba cỗ máy đang đào, đang khoan và lấy đi những lớp quặng trong lòng đất ngay từ khi trái đất được tạo thành. Tám mươi phần trăm số quặng này được tiêu thụ bởi 20% dân số toàn cầu nhờ đặc quyền của sức mạnh. Trước khi thế kỷ này kết thúc, sự khai thác không chừng mực sẽ làm cạn kiệt gần như toàn bộ các nguồn tài nguyên của hành tinh. Mọi thứ đều tăng tốc, các xưởng đóng tàu đang chế tạo theo dây chuyền hàng loạt các tàu chở dầu, chở hàng, chở khí hóa lỏng để phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp toàn cầu. Đa phần hàng tiêu dùng đều phải vượt qua nhiều ngàn km từ nước sản xuất đến nước tiêu thụ. Kể từ năm 1950, khối lượng hàng hóa giao dịch quốc tế đã tăng gấp 20 lần. Chín mươi phần trăm trong số đó đi bằng đường biển. 500 triệu container được vận chuyển mỗi năm và cập bến những trung tâm tiêu thụ hàng đầu thế giới như Dubai chẳng hạn. Là một kiểu mẫu theo mô hình phương Tây, Dubai là nơi mà những điều không thể cũng trở thành có thể, ví dụ như thiết kế các hòn đảo nhân tạo trên biển. Hầu như không có tài nguyên thiên nhiên, nhưng với số tiền từ dầu mỏ, Dubai có thể mua hàng triệu tấn nguyên liệu và thuê nhân công từ khắp nơi để xây những tòa nhà cao nhất thế giới. Không có đất trồng trọt, nhưng Dubai có thể nhập khẩu hoàn toàn lương thực. Không có nước ngọt, nhưng Dubai có thể sử dụng nguồn năng lượng dồi dào của mình để tẩy mặn nước biển. Dubai có nguồn ánh sáng mặt trời vô tận, nhưng lại không có tấm pin năng lượng mặt trời nào.
Dubai là đỉnh cao của một mô hình hiện đại toàn diện mà khi chiêm ngưỡng nó, cả thế giới chưa bao giờ hết ngỡ ngàng. Dubai như một ngọn hải đăng thu hút tiền của từ khắp mọi nơi trên hành tinh này. Không có nơi nào xa rời thiên nhiên như Dubai, nhưng cũng không có nơi nào phụ thuộc vào thiên nhiên như Dubai. Thành phố này chỉ đơn giản là phát triển theo mô hình của các nước giàu. Chúng ta không ý thức được rằng mình đang làm cạn kiệt những gì mà thiên nhiên ban tặng. Kể từ năm 1950, số lượng cá đánh bắt đã tăng từ 18 lên 100 triệu tấn mỗi năm, tức là gấp hơn 5 lần. Hàng ngàn những con tàu đánh cá, kiêm nhà máy chế biến, đang vét cạn các đại dương. 3/4 ngư trường đã bị cạn kiệt, đang suy giảm hoặc đứng trên bờ vực thẳm. Hầu hết các loài cá lớn đã tuyệt chủng vì chúng không có đủ thời gian để sinh sản. Một chu kỳ sống của thiên nhiên đang bị phá vỡ. Với tốc độ đánh bắt như hiện nay, thì toàn bộ các nguồn cá đang có nguy cơ cạn kiệt. Dù cá đang là nguồn thực phẩm chính của 1/5 dân số thế giới. Chúng ta đã quên mất một điều là mọi nguồn tài nguyên đều khan hiếm. Con số 500 triệu người sống giữa những vùng hoang mạc của thế giới còn nhiều hơn dân số của toàn bộ châu Âu. Hơn ai hết, những người này hiểu giá trị của nước và biết cách sử dụng nó thật tiết kiệm. Sự sống nơi đây phụ thuộc vào những chiếc giếng nước từ các mạch nước ngầm tích lũy được sau những trận mưa hiếm hoi trên sa mạc từ 25.000 năm về trước. Những mạch nước ngầm này đã giúp cho việc trồng trọt ở sa mạc trở nên thuận tiện hơn và cung cấp được nhiều lương thực hơn cho cư dân ở đây. Những cánh đồng hình tròn này được vẽ nên bởi các đường ống tưới tiêu. Nhưng chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Nguồn nước ngầm này hầu như không thể phục hồi được nữa. Tại Ả Rập Xê Út, giấc mộng về một nền nông nghiệp được công nghiệp hóa đã tan thành mây khói. Những chấm sáng trên tấm bản đồ bằng da thuộc này là dấu vết của những kế hoạch đã bị phá sản, những mảnh đất đã bị bỏ bê. Dụng cụ tưới tiêu vẫn còn đây, cả năng lượng để bơm nước nữa, nhưng nước ngầm thì đã cạn.
Từ một vùng hoang mạc khô cằn, Israel đã trở thành một đất nước nông nghiệp. Mặc dù các nhà kính trồng rau quả này vẫn cố gắng sử dụng nước rất tiết kiệm, nhưng lượng nước tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng lên cùng với sản lượng rau quả xuất khẩu của đất nước này. Con sông Jordan một thời hùng vĩ, nay chỉ còn là một dòng chảy nhỏ xíu. Vậy nước của nó đã chảy đi đâu? Nó chảy đến các siêu thị ở khắp nơi trên thế giới, trong những thùng đựng trái cây và rau củ. Số phận của sông Jordan không phải là rộng nhất. Trên khắp hành tinh, cứ 10 con sông lớn thì có một sông nhiều tháng trong một năm không đủ sức chảy ra biển. Biển chết lấy nước từ sông Jordan và cứ mỗi năm mực nước của nó lại bị giảm đi hơn 1 mét. Trong thế kỷ này, Ấn Độ có nguy cơ trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thiếu nước. Một hệ thống tưới tiêu khổng lồ đã cho phép nước này nuôi sống số dân ngày càng tăng lên. Trong vòng 50 năm, 21 triệu chiếc giếng đã được khoan. Ở nhiều vùng, mũi khoan phải xuống rất sâu mới gặp được nước. Phía tây Ấn Độ, 1/3 giếng nước đã bị bỏ hoang, tầng nước ngầm đang cạn kiệt. Những bể chứa khổng lồ này chờ hứng nước vào mùa mưa để bổ sung cho các tầng nước ngầm đó. Vào mùa khô, chính những người phụ nữ trong làng đã phải đào chúng, đào bằng những đôi tay trần. Cách nơi đó hàng ngàn km thì cảnh tượng lại khác hẳn. Mỗi người dân tiêu thụ từ 800 đến 1.000 lít nước mỗi ngày. Las Vegas đã được dựng nên từ một vùng sa mạc. Hàng triệu người đang sống ở đây, hàng ngàn người tới đây mỗi tháng. Cư dân của Las Vegas thuộc nhóm những người tiêu thụ nước nhiều nhất trên thế giới. Palm Springs là một thành phố mọc lên từ sa mạc khác. Nó có các thảm thực vật nhiệt đới và những sân golf không chê vào đâu được. Nhưng ảo vọng này còn có thể kéo dài được bao lâu? Trong bao lâu đây? Trái đất làm sao có thể theo kịp nhịp tiêu xài vô độ như thế này? Colorado, con sông cung cấp nước cho những thành phố này, là một trong những dòng sông không còn chảy ra đến biển được nữa. Mực nước các hồ chứa ven sông đang tụt xuống rõ ràng. Cho đến năm 2025, tình trạng thiếu nước sẽ có thể ảnh hưởng đến gần 2 tỷ người trên thế giới. Đầm lầy còn chiếm khoảng 6% diện tích hành tinh. Ẩn dưới các mạch nước hiền hòa là một nhà máy thật sự, nơi mà cây cối và vi sinh vật từ từ thấm nước và tiêu hóa tất cả các chất ô nhiễm. Những đầm lầy này là không thể thiếu cho sự tái sinh và làm sạch nước.
Chúng là những miếng xốp điều hòa dòng chảy của nước bằng cách hút nước vào mùa mưa và hoàn lại vào mùa khô. Thế mà trong cuộc đua chiếm cứ đất đai, con người đã cải tạo chúng thành đồng cỏ cho gia súc, thành đất canh tác, thành đất xây dựng. Chỉ trong vòng một thế kỷ trước thôi, một nửa số đầm lầy trên thế giới đã bị làm cho khô cạn. Chúng ta đã không cần biết đến sự giàu có của đầm lầy, cũng như vai trò của chúng. Bạn thấy đấy, tất cả đều đang sống và đều liên kết với nhau. Nước, không khí, đất đai, cây cối, toàn bộ phép màu của sự sống đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cây cối quang hợp hút nước từ đất và phả hơi nước vào không khí thành một màn sương mỏng. Chúng tạo thành một mái che để giảm bớt tác động của những cơn mưa nặng hạt. Chúng cung cấp độ ẩm cần thiết cho toàn bộ sự sống. Các khu rừng giữ lại số khí carbon nhiều hơn cả số carbon trong bầu khí quyển của trái đất. Chúng là một trong những điều kiện quan trọng để cân bằng khí hậu, một sự cân bằng vô cùng thiết yếu cho tất cả chúng ta. Những khu rừng nguyên sinh này cung cấp nơi cư ngụ cho 3/4 các dạng sinh học của hành tinh, nghĩa là của tất cả những gì sống trên trái đất. Thân, lá, rễ của cây cối trong rừng chứa rất nhiều loại thuốc chữa bệnh cho con người. Mọi chất tiết ra từ cây đều được cơ thể con người nhận biết và tiếp nhận hết. Tế bào của người và cây có chung một ngôn ngữ nên rất hiểu nhau. Chúng ta là cùng một gia đình. Nhưng chỉ trong vòng 40 năm, khu rừng lớn nhất hành tinh Amazon đã mất đi 1/5 diện tích bề mặt. Rừng phải nhường chỗ cho việc chăn nuôi và trồng đậu nành. 95% sản lượng đậu nành này dùng để nuôi gia súc, gia cầm ở châu Âu và châu Á. Một khu rừng đã được chúng ta biến thành thịt như vậy đó. Borneo là hòn đảo lớn thứ tư trên thế giới. 20 năm trước, nó được bao bọc bởi một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Với tốc độ phá rừng như hiện nay, thì khu rừng này có nguy cơ biến mất hoàn toàn trong vòng 10 năm tới. Sự sống thể hiện mối liên kết giữa nước, không khí, đất và mặt trời. Tại Borneo, mối liên kết này đã bị phá vỡ ngay tại nơi đã từng là một trong những vùng bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất trái đất. Lý do dẫn đến thảm họa này là Borneo đã chuyển sang trồng và sản xuất dầu cọ, một trong những loại dầu có năng suất cao nhất và được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Phần lớn dầu cọ được cung cấp cho ngành công nghiệp thực phẩm. Ngoài ra, chúng còn được dùng để sản xuất mỹ phẩm, thuốc tẩy và được dùng làm nhiên liệu sinh học. Sự đa dạng về sinh học của khu rừng đã phải nhường chỗ cho một loài thực vật duy nhất là cây cọ dầu này. Đối với dân địa phương, việc trồng cây cọ dầu và sản xuất dầu cọ đã tạo nên nguồn cung cấp công ăn việc làm cho họ. Có thể gọi đây là một ngành nông công nghiệp.
Ta có thể nói tới một ví dụ khác về việc phá rừng trên diện rộng có liên quan đến cây bạch đàn. Gỗ bạch đàn dùng để sản xuất bột giấy, nên diện tích trồng bạch đàn tăng lên theo nhu cầu sử dụng giấy của con người đã tăng gấp 5 lần trong vòng 50 năm qua. Thế nhưng, bên những gốc bạch đàn này, không một loại cây nào mọc lên được nữa. Lá bạch đàn rụng tạo nên một tấm thảm độc hại đối với hầu hết các thực vật khác. Và bạch đàn sinh trưởng rất nhanh, nhưng chính sự sinh trưởng này đã hút cạn các nguồn nước. Đậu nành, dầu cọ, bạch đàn. Việc phá rừng đã hủy diệt những thứ thiết yếu, trong khi lại tạo ra sự thừa thãi. Tuy nhiên, ở một số nơi, người ta phải phá rừng vì lý do sinh tồn. Hơn 2 tỷ người trên hành tinh, tức gần 1/3 dân số thế giới, vẫn sống phụ thuộc vào than củi. Tại Haiti, một trong những nước nghèo nhất thế giới, than củi là nhiên liệu được sử dụng vào loại nhiều nhất. Đã từng được mệnh danh là hòn ngọc của quần đảo Antilles thuộc vùng biển Caribe, nhưng ngày nay Haiti không thể đảm bảo được các nhu cầu thiết yếu cho người dân nếu không có viện trợ nước ngoài. Trên những sườn núi ở Haiti, diện tích rừng chỉ còn lại 2%. Bị quét trụi lùi nên mặt đất không còn có thể hút được nước mưa. Cây cối hay rễ cây cũng chẳng còn để giữ đất lại. Nước mưa rửa trôi đất xuống chân núi và làm chúng trôi ra đến biển. Sói mòn đã làm nghèo độ màu mỡ của đất đến mức không còn trồng trọt được nữa. Ở một vài nơi tại Madagascar, hiện tượng sói mòn lại rất kỳ lạ. Cả một vùng sườn núi hằn sâu những vết cắt rộng cả 100 mét. Với sự xói mòn như vậy, lớp đất mùn mỏng manh và yếu ớt được tạo nên bởi các vật chất sống qua hàng ngàn năm trước đã biến mất luôn. Câu chuyện dưới đây của những người Pasquian, cư dân trên đảo Park, hay còn gọi là đảo Phục Sinh, có thể sẽ làm chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Sống trên hòn đảo hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới, người Pasquian đã khai thác các nguồn tài nguyên của mình cho đến cạn kiệt. Nền văn minh của họ cũng không thể tồn tại được nữa. Trên vùng đất này đã từng có những cây cọ cao nhất thế giới. Chúng cũng biến mất luôn vì người ta đã hạ đổ tất cả để lấy gỗ. Thế rồi họ phải đối mặt với sự xói mòn đất lan rộng, không thể đi đánh cá được nữa vì không còn cây để làm xuồng. Thế mà ở đó đã từng có một trong những nền văn minh rực rỡ nhất của Thái Bình Dương. Những nông dân thạo nghề, những thợ điêu khắc tài hoa, những nhà hàng hải xuất sắc đã bị mắc kẹt ở đảo. Khi số dân quá đông mà tài nguyên thì ngày càng kiệt quệ. Không mấy người trong số họ có thể sống sót sau khi trải qua các cuộc bạo động xã hội, nổi loạn và nạn đói. Bí ẩn thực sự của đảo Phục Sinh không phải là ở chỗ những bức tường kỳ lạ trên đảo đã đến đây bằng cách nào, mà là ở chỗ tại sao người Pasquian lại không phản ứng kịp thời. Đó chỉ là một trong nhiều truyền thuyết về hòn đảo, nhưng nó lại khiến chúng ta rất quan tâm. Kể từ năm 1950, dân số thế giới đã tăng gần như gấp 3, và cũng kể từ năm 1950,
chúng ta đã làm thay đổi hòn đảo trái đất của chúng ta nhiều hơn tất cả những thay đổi trong lịch sử 200.000 năm trước đó. Nigeria là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của châu Phi. Tuy vậy, 70% dân số của họ sống dưới mức nghèo đói. Sự giàu có vẫn luôn hiển hiện, nhưng người dân thường thì không với tới được. Đây là một tình trạng thực tế. Phân nửa những người nghèo trên trái đất lại sống trong những đất nước giàu tài nguyên. Cách thức phát triển hiện nay đã thể hiện rằng chúng ta không tôn trọng những lời hứa. Trong vòng 50 năm, hố ngăn cách giàu nghèo trở nên sâu hơn bao giờ hết. Ngày nay, một nửa tài sản thế giới nằm trong tay 2% những người giàu nhất. Chênh lệch giàu nghèo như vậy sẽ kéo dài bao lâu nữa? Chính nó đã gây ra những làn sóng di dân mà chưa bao giờ chúng ta ý thức được đúng mức. Thành phố Lagos có dân số chưa tới 700.000 người vào năm 1960. Con số này sẽ tăng lên thành 16 triệu vào năm 2025, là một trong những siêu đô thị có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Cư dân mới của Lagos chủ yếu là những nông dân phải rời bỏ việc đồng áng vì những khó khăn kinh tế, nhân khẩu thì tăng mà tài nguyên thì cạn kiệt. Đây là một kiểu đô thị hóa hoàn toàn mới vì nó xuất phát từ động cơ thoát nghèo, chứ không phải vì động cơ làm giàu. Cứ mỗi tuần, chỉ mỗi tuần thôi, mà số dân thành thị trên thế giới lại tăng thêm 1 triệu người. Hiện nay, cứ trong 6 người thì có một người phải sống trong môi trường tạm bợ, độc hại, chật chội, không có được những thứ tối cần thiết cho cuộc sống thông thường như điện, nước, vệ sinh. Nạn đói lại phát sinh và ngày càng lan rộng. Hiện nay, nó đã ảnh hưởng đến gần 1 tỷ người. Những người khốn cùng nhất đang phải sục sạo trong các bãi rác trên khắp thế giới để kiếm cái ăn. Trong khi đó, chúng ta cứ tiếp tục đào xới khai thác tài nguyên. Chúng ta đi ngày càng xa để tìm kiếm tài nguyên, ngay cả ở những vùng đất trước đây bị bỏ qua và ngay tại những nơi càng lúc càng khó khai thác. Ta không hề thay đổi kiểu mẫu của mình. Có nguy cơ thiếu dầu ư? Có thể chiết xuất dầu từ cát hắc ín, loại cát dầu có chứa bitum ở Canada. Những chiếc xe tải lớn nhất thế giới đang vận chuyển hàng ngàn tấn cát. Người ta nhào trộn, nung nóng, tách nhựa đường ra. Quá trình này đòi hỏi hàng triệu mét khối nước và một nguồn năng lượng khổng lồ. Mà sự ô nhiễm thì thật là kinh khủng. Thế nhưng xem ra, việc được ưu tiên nhất, cấp bách nhất vẫn là vét sạch những túi năng lượng mặt trời. Tàu chở dầu của chúng ta ngày càng lớn, nhu cầu về năng lượng tăng lên không ngừng.
Sự phát triển ở đây gợi cho ta hình ảnh một cái lò không đáy, càng ngày càng cần nhiều chất đốt hơn. Đây là câu chuyện về khí carbon, thứ khí đã từng biến bầu khí quyển của chúng ta thành một lò lửa, thứ khí đã bị giam cầm qua hàng triệu năm để nhờ đó mà sự sống có thể bắt đầu và phát triển. Vậy mà chỉ trong vài thập niên nữa thôi, chúng ta sẽ thải ra không khí một lượng khí carbon cực lớn. Bầu khí quyển đang nóng dần lên. Ở nơi đây, chỉ mới vài năm trước thôi, không thể có được hình ảnh những chiếc tàu như thế này. Giao thông, sản xuất công nghiệp, phá rừng, sản xuất nông nghiệp. Những hoạt động đó đã thải ra một số lượng khí carbon khổng lồ. Mỗi phân tử carbon thải ra một cách vô ý thức đều góp phần làm đảo lộn sự cân bằng khí hậu của trái đất. Toàn thế giới đang hướng về hai địa cực, nơi mà ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu là rõ ràng nhất. Toàn cầu đang nóng lên rất nhanh. Hành lang Tây Bắc băng qua vùng Bắc Cực, nối châu Mỹ, châu Âu và châu Á đang được mở rộng. Tròm băng Bắc Cực đang tan chảy. Sự nóng lên toàn cầu đã làm cho nó mỏng đi mất 40% trong vòng 40 năm. Cứ vào mùa hè là diện tích bề mặt của nó lại bị giảm xuống, năm này qua năm khác. Nó có thể bị biến mất trước năm 2030. Một số người còn dự đoán cụ thể là vào năm 2015. Và rồi biển sẽ không còn băng vào những tháng mùa hè nữa. Những tia nắng thường được lớp băng phản xạ lại trước đây, từ nay sẽ xuyên qua dòng nước tăm tối và làm nước nóng lên. Quá trình nóng lên đang tăng tốc. Trong tảng băng này có những dấu vết về sự biến đổi khí hậu. Mật độ tập trung khí carbon chưa bao giờ lên cao đến thế trong hàng trăm ngàn năm nay. Loài người chưa bao giờ phải sống trong một bầu khí quyển như thế này. Việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên đang đe dọa sự tồn tại của tất cả các loài. Sự thay đổi khí hậu làm cho mối đe dọa đó càng trở nên rõ rệt. Đến năm 2050, 1/4 các loài sinh vật trên trái đất bị đe dọa là có thể tuyệt chủng. Trên những vùng đất địa cực này, sự cân bằng tự nhiên của đa dạng sinh học đã bị phá vỡ. Trong vòng 30 năm qua, bề mặt của lớp băng xung quanh Bắc Cực đã mất đi 30%. Với sự nóng lên rất nhanh tại băng đảo Greenland, lượng nước ngọt của lục địa sẽ hòa nhập với nước mặn của các đại dương.
Greenland giữ 20% lượng nước ngọt của cả hành tinh trong những tảng băng này. Nếu nó tan ra, mực nước biển sẽ dâng thêm gần 7 mét. Ở đây thực ra chẳng có ngành công nghiệp nào đang hoạt động, nhưng những tảng băng của Greenland lại phải chịu đựng nhiều loại khí nhà kính thải ra từ những nơi khác trên trái đất. Hệ thống sinh thái của chúng ta không có biên giới, dù đang ở đâu thì mọi hoạt động của con người đều có ảnh hưởng tới toàn bộ trái đất. Bầu khí quyển của hành tinh là duy nhất và không thể chia cắt, nó là tài sản chung của tất cả chúng ta. Trên bề mặt của Greenland, nhiều cái hố đang xuất hiện. Băng đã bắt đầu tan chảy ở một tốc độ mà 10 năm trước, ngay cả những nhà khoa học bi quan nhất cũng không thể hình dung nổi. Ngày càng có nhiều những con sông mà phía dưới băng đã tan ra thành nước. Chúng hợp lại với nhau và chảy dưới lớp băng phía trên. Người ta vẫn nghĩ rằng với lớp băng trên dày như vậy thì dòng nước phải đông cứng lại, nhưng nó vẫn chảy, làm cho tròn băng trôi ra biển nhanh hơn, để rồi bị vỡ ra thành các núi băng trôi. Khi mà nước ngọt từ tròn băng ở Greenland chảy dần vào biển, thì những vùng đất thấp trên hành tinh sẽ bị đe dọa. Chỉ tính riêng trong thế kỷ 20, mực nước biển dâng thêm do khí hậu nóng lên đã là 20 cm. Mọi thứ trở nên rối loạn, chẳng hạn như những dạng san hô này, chúng cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi dù là nhỏ nhất của nhiệt độ nước. 30% san hô đã biến mất, trong khi đó, ai cũng biết rằng san hô là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sự sống nối tiếp nhau của muôn loài. Trong không khí, quỹ đạo của những cơn gió lớn đang thay đổi, gió đổi hướng, chu kỳ các cơn mưa cũng đổi, khí hậu địa lý thay đổi. Cư dân ở các đảo thấp như đảo Maldives này là những người bị đe dọa đầu tiên. Nỗi lo ngày càng lớn dần, một số người đã bắt đầu đi tìm những vùng đất mới với hy vọng được tiếp nhận. Các thành phố lớn của hành tinh sẽ làm gì? Chẳng hạn như Tokyo, thành phố đông dân nhất thế giới này. Càng về sau, dự đoán của các nhà khoa học càng trở nên đáng ngại. Các vùng đồng bằng ven biển là nơi trú ngụ của 70% dân số toàn cầu. 11 trên 15 thành phố lớn nhất thế giới được xây dựng ven biển hoặc ở cửa sông. Khi nước biển dâng lên, muối sẽ xâm nhập mạch nước giếng và người dân không còn nước ngọt để uống nữa. Vì vậy, di dân là hiện tượng không thể nào tránh khỏi. Chỉ có điều ta chưa thể biết chắc chắn quy mô của nó mà thôi. Bộ mặt của vùng Kilimanjaro tại châu Phi đã thay đổi. 80% các tảng băng đã biến mất. Mùa hè, các dòng sông không chảy nữa.
dân chúng bị thiếu nước trầm trọng. Từ những đỉnh núi cao nhất thế giới ở ngay giữa dãy Himalaya, tuyết vĩnh cửu và băng cũng đang trôi xuống. Tuy vậy, những tảng băng này vẫn đóng một vai trò thiết yếu trong chu kỳ của nước. Chúng giữ nước của những mùa mưa dưới dạng băng để trả lại vào đợt tuyết tan mùa hè. Băng ở Himalaya là nguồn nước của những dòng sông lớn ở châu Á như sông Hằng, sông Mekong, sông Dương Tử, sông Ấn. 2 tỷ người phụ thuộc vào chúng để có nước uống và có nước tưới tiêu cho nông nghiệp, như ở Bangladesh chẳng hạn. Nằm giữa châu thổ sông Hằng và sông Brahmaputra, Bangladesh chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những gì đang diễn ra ở dãy Himalaya và của mực nước biển. Đây là một trong những nước nghèo và đông dân nhất thế giới. Sự nóng lên toàn cầu đã gây ra ngày càng nhiều những trận bão và lũ lụt lớn, làm biến mất 1/3 diện tích của đất nước này. Các nước giàu có cũng không thoát khỏi những thảm cảnh như vậy. Khô hạn diễn ra liên tục trên toàn cầu. Một nửa diện tích đất trồng trọt ở Australia đã bị khô cằn bởi hạn hán. Cân bằng khí hậu đã giúp chúng ta phát triển thịnh vượng trong hơn 12.000 năm qua, nay đang bị chính chúng ta phá hỏng. Ngày càng có nhiều vụ cháy rừng lan rộng tới các thành phố lớn. Toàn cầu càng nóng thêm một cách trầm trọng. Khi cây bị cháy, chúng thải ra khí carbon. Hệ thống kiểm soát khí hậu của chúng ta đã bị đảo lộn. Những yếu tố giúp cho hệ thống này hoạt động được cũng bị đảo lộn luôn. Đồng hồ thay đổi khí hậu đang tích tắc tại đây trong một khung cảnh thật hùng vĩ. Chúng ta đang ở Siberia. Tại đây cũng như tại một số nơi khác trên địa cầu, trời vẫn lạnh đến nỗi mặt đất bị đóng băng thường xuyên. Người ta gọi đó là tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu. Dưới bề mặt này là một quả bom khí hậu hẹn giờ, khí metan, một loại khí nhà kính mạnh gấp 20 lần khí carbon. Khi tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu này tan chảy, khí metan được phóng thích sẽ làm cho hiệu ứng nhà kính vượt khỏi tầm kiểm soát, và hậu quả thì không thể lường trước được. Lúc đó, trái đất của chúng ta sẽ biến thành một hành tinh xa lạ mà không ai có thể hình dung nổi. Loài người chỉ còn chưa tới 10 năm để đảo ngược quá trình này và để trái đất không biến thành hành tinh xa lạ đó.
Chúng ta đã gây ra những hiện tượng mà bây giờ chính chúng ta không kiểm soát nổi. Thuở sơ khai, nước, không khí, vật chất và các dạng sinh vật sống có liên kết chặt chẽ với nhau. Thế mà chỉ mới đây thôi, con người đã bẻ gãy những liên kết ấy. Đừng tự che mắt mình lại nữa, hãy đối mặt với sự thật, cần phải tin vào những gì ta đã thấy. Đó chính là sự phản chiếu những hành vi của con người. Ta đã biến đổi trái đất theo ý mình, bây giờ thì còn rất ít thời gian để điều chỉnh lại. Làm thế nào để thế kỷ này có thể gánh nổi 9 tỷ con người nếu ta không nhận trách nhiệm và sửa sai cho tất cả những gì ta đã làm? Chỉ có 20% dân số thế giới mà đã tiêu thụ đến 80% các nguồn tài nguyên. Chi phí cho quốc phòng trên toàn thế giới lớn gấp 12 lần số tiền viện trợ cho các nước đang phát triển. Người bị chết mỗi ngày vì nguồn nước bị ô nhiễm. 1 tỷ người không có nước sạch để dùng. Gần 1 tỷ người sẽ bị thiếu ăn. Hơn 50% lượng ngũ cốc đang mua bán trao đổi trên toàn thế giới được dùng cho chăn nuôi và làm nhiên liệu sinh học. Đất trồng trọt bị bạc màu, xuống cấp. Triệu hecta rừng bị biến mất mỗi năm. Một phần tư loài động vật có vú, 1/8 loài chim, 1/3 loài động vật lưỡng cư bị đe dọa tuyệt chủng. Muôn loài đang bị hủy diệt với một tốc độ nhanh gấp ngàn lần so với tốc độ đào thải tự nhiên. Phần tư nguồn hải sản đã, đang và sẽ cạn kiệt dần. Nhiệt độ trung bình trong vòng 15 năm gần đây cao chưa từng thấy. Độ dày của lớp vỏ băng ở hai địa cực đã giảm đi 40% trong vòng 40 năm. Cho tới năm 2050, có thể có tới 200 triệu người phải sống tha hương, phải làm người tị nạn khí hậu.
Cái giá phải trả thật là quá đắt. Tôi đã từng thấy những trại tị nạn lớn bằng cả thành phố, ngổn ngang trên sa mạc. Rồi ngày mai đây sẽ có bao nhiêu đàn ông, phụ nữ, trẻ con bị chúng ta bỏ lại bên vệ đường. Có cần phải xây những bức tường ngăn cách để phá vỡ sự liên kết giữa tất cả mọi người, để ngăn người này với người khác, để tách biệt niềm hạnh phúc của người này với nỗi đau khổ của người khác hay không? Nhưng không còn thời gian để bi quan như vậy nữa rồi. Tôi biết chỉ cần một người, rất bình thường, cũng có thể đập vỡ mọi bức tường. Trên toàn thế giới hiện nay, cứ 5 đứa trẻ thì có 4 đứa được đến trường. Chưa bao giờ giáo dục lại đến được với nhiều người như vậy. Tất cả mọi người, từ giàu nhất đến nghèo nhất, đều có thể đóng góp sức mình để cải thiện tình hình. Lesotho là một trong những nước nghèo nhất, nhưng lại đầu tư nhiều nhất cho giáo dục. Qatar, một trong những nước giàu nhất, cũng có những trường đại học tốt nhất thế giới. Văn hóa, giáo dục, nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo là những nguồn tài nguyên vô tận. Trước sự nghèo đói của dân chúng, hàng triệu các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra những bằng chứng cho thấy sự đoàn kết của người dân mạnh hơn rất nhiều so với sự ích kỷ của các quốc gia. Ở Bangladesh, một người đàn ông bình thường đã có ý tưởng thành lập ngân hàng chỉ cho người nghèo vay tiền, và trong gần 30 năm, nó đã làm thay đổi cuộc sống của 150 triệu người trên khắp thế giới. Nam Cực là một châu lục với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú để hiến dâng cho hòa bình và khoa học. 49 quốc gia đã ký một bản hiệp ước biến nó thành kho báu chung của nhân loại. Không còn nhiều thời gian để bi quan nữa, chính phủ các nước cũng đã hành động để bảo vệ gần 2% nước trên lãnh thổ của họ. Dù còn ít ỏi, nhưng con số này đã là gấp đôi so với 10 năm trước. Những công viên thiên nhiên đầu tiên được xây dựng cách đây khoảng một thế kỷ. Chúng chiếm 13% diện tích các lục địa. Nơi đây, hoạt động của con người luôn gắn kết với việc bảo tồn các loài động vật, đất đai và phong cảnh. Bảo vệ sự hòa hợp giữa trái đất và con người đã trở thành một chuyện đương nhiên phải làm, chứ không phải là cái gì ngoại lệ. Ở thành phố New York của Mỹ, ta có thể thấy được thiên nhiên đã phục vụ con người ra sao. Những cánh rừng và hồ nước này cung cấp toàn bộ nước uống mà thành phố cần. Trên lãnh thổ Hàn Quốc, nhiều cánh rừng đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Nhờ một chương trình trồng lại rừng cấp quốc gia, cây cối đã lại phủ xanh 65% diện tích đất nước và hơn 75% giấy được tái chế. Costa Rica đã từng phải lựa chọn chi tiêu ngân sách cho quốc phòng hay bảo tồn thiên nhiên. Kết quả của là không còn quân đội nữa, tài nguyên đã được ưu tiên sử dụng cho giáo dục, du lịch sinh thái và bảo vệ rừng nguyên sinh. Gabon là một trong những nước sản xuất gỗ hàng đầu thế giới. Chính phủ quy định là phải khai thác gỗ một cách chọn lọc. Không ai được phép đốn quá một số lượng cây nhất định trên mỗi hecta. Rừng là một trong những nguồn tài nguyên kinh tế quan trọng nhất, nhưng chúng vẫn được dành thời gian để tái tạo. Các sản phẩm làm từ gỗ được khai thác đàng hoàng, theo đúng những quy định của pháp luật, sẽ được dán tem bảo vệ môi trường. Và việc có các sản phẩm dán tem đang trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc đối với những người khai thác và chế biến gỗ. Đối với cả người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất, sự công bằng luôn là một cơ hội. Khi giao thương một cách bình đẳng, bên bán và bên mua đều có thể làm giàu và sống một cách đàng hoàng. Thế nhưng làm sao để có được sự bình đẳng và công bằng giữa những nông dân làm việc bằng chân tay ở nơi này với những nông dân làm việc bằng máy móc lại còn được nhà nước hỗ trợ ở nơi khác? Hãy là những người tiêu dùng có trách nhiệm, hãy suy nghĩ về những thứ chúng ta quyết định mua. Không còn thời gian để bi quan nữa, tôi đã từng thấy một mô hình nông nghiệp có thể sản xuất một lượng lương thực đủ để nuôi sống cả hành tinh. Nếu như ta không sản xuất thịt theo kiểu đại trà, tôi đã từng thấy những người ngư dân vừa tận tâm tận lực đánh bắt cá, lại vừa biết bảo vệ sự giàu có của biển cả. Tôi đã từng thấy những ngôi nhà tự cung tự cấp năng lượng, khu sinh thái đầu tiên trên thế giới ở bang Freiburg, Thụy Sĩ, đã tiếp nhận 5.000 người đến sinh sống. Rất nhiều thành phố khác cũng đã xây dựng những khu sinh thái như vậy, và Mumbai là thành phố thứ 1.000. Chính phủ các nước New Zealand, Iceland, Áo, Thụy Điển và một số nước khác đã quyết định dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển năng lượng tái sinh. 80% lượng điện mà chúng ta tiêu thụ có nguồn gốc từ năng lượng hóa thạch. Chỉ riêng ở Trung Quốc thôi, cứ mỗi tuần lại có 2 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than được xây dựng. Mô hình của Đan Mạch, carbon không được thải vào không khí mà thải vào trong lòng đất. Phải chăng đó là một giải pháp cho tương lai? Hiện giờ thì chưa ai có thể khẳng định trước được điều này. Tôi đã từng thấy ở Iceland, một nhà máy điện chạy bằng sức nóng của trái đất,
tức là sử dụng năng lượng điện nhiệt. Tôi thấy một con rắn biển nằm trên những lớp sóng nhấp nhô và chuyển năng lượng của sóng thành điện. Tôi cũng thấy những động cơ chạy bằng sức gió dựng thẳng đứng trên các con sông ở Đan Mạch. Chúng cung cấp được 20% lượng điện của đất nước này. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức và Tây Ban Nha là những nước đi đầu trong việc đầu tư cho ngành năng lượng tái sinh. Chính ngành này đã tạo ra 2,5 triệu việc làm. Các bạn thấy không, có nơi nào trên trái đất này mà gió không thổi? Tôi đã thấy những vùng sa mạc nóng như thiêu đốt dưới mặt trời. Mọi thứ trên trái đất đều liên kết với nhau, và trái đất thì liên kết với mặt trời, nguồn năng lượng hàng đầu của nó. Liệu con người có thể bắt chước cây cối để lấy năng lượng mặt trời không? Chỉ trong một giờ thôi, mặt trời có thể cho trái đất số năng lượng mà cả loài người đủ dùng cho một năm. Chừng nào mà trái đất còn tồn tại, thì nguồn năng lượng từ mặt trời còn vô tận. Đào bới trong lòng đất như vậy là đủ rồi. Hãy ngước mắt nhìn lên trời đi các bạn. Hãy học cách khai thác mặt trời. Tất cả những thí nghiệm tôi vừa kể trên chỉ là một số ví dụ, nhưng chúng thể hiện sự bừng tỉnh của ý thức. Chúng vạch ra một cuộc phiêu lưu mới cho con người. Cuộc phiêu lưu này cần sự chừng mực, trí thông minh và tấm lòng chia sẻ. Đã đến lúc chúng ta cần xích lại gần nhau. Điều quan trọng ở đây không phải là những gì đã mất, mà là những gì còn lại. Chúng ta vẫn còn một nửa số lượng các khu rừng trên trái đất, hàng ngàn con sông, hồ nước và sông băng, hàng ngàn loài vật đang tồn tại và phát triển tốt. Ngày nay vẫn còn nhiều giải pháp có thể áp dụng được, và chúng ta có đủ sức mạnh để thay đổi. Vậy thì bạn ơi, còn chờ gì nữa? Đã đến lượt chúng ta cùng nhau viết tiếp câu chuyện này, câu chuyện của chính chúng ta.